Tân Thần Điêu Đại Hiệp, tập 38. Cô để đứa bé này ở dưới cái cây lớn kia, sau đó chúng ta sẽ tiễn dõi một cách thoải mái, như vậy sẽ không làm tổn thương nó. Lý đạo trưởng, ý cô sao? Được. Con ngoan ngoãn nằm ở đây. Ta đánh đuổi người kia đi rồi, sẽ quay lại bế con. Nhìn thần sắc nữ ma đầu này, tỏ vẻ yêu thương Tư Nhi lắm. Tư Nhi trong tay cũ, dù nhất thời không giành lại được cũng không sao. Vậy ta yên tâm rồi. Lý đạo trưởng do lòng mẫu tử, xuất gia nhập đạo quả là đáng tiếc. Chi bằng hãy hoàng tục đi. Quách phu nhân, xin hãy tự trọng, đừng nói những lời xấu xa bẩn thỉu nữa. Được, vậy chúng ta cùng tỉ võ. Ta nghe nói cô từng gặp cha ta rồi. Vậy thì đã sao? Cô từng viết mấy câu châm biếm để chế giễu cha của ta. Nói gì mà đạo chủ đào hoa, đệ tử vô số, lấy năm chọi một, thiên hạ chê cười. Không biết cô còn nhớ hay không? Thì ra hôm nay cô bám lấy ta chính là vì mấy câu này. Hôm nay hai ta đơn độc đấu với nhau, ta muốn xem thử cuối cùng ai mới để thiên hạ chê cười. Quách phu nhân, nói nhiều để làm gì chứ, mau xuất chiêu đi. Đã cẩu bổng pháp của Quách phu nhân quả thật là tinh diệu, tiểu muội đành phải chịu lép vế. Có điều bộ côn pháp này lại chỉ là bản lĩnh giữ nhà của Hồng Thất Công chính ngón, cũng chẳng phải là gió công của đảo đào hoa. Miệng lưỡi của Lý đạo trưởng thật lợi hại, đánh không lại bổng pháp nên ép ta bỏ dài lấy ngắn. Nếu cô đã biết đã cẩu bổng pháp của ta thì biết ta gặp chó sẽ đánh chó. Ăn mày khắp thiên hạ, ai cũng biết bài hoa sen rụng. Quả nhiên đến ban chủ cũng là kẻ ba hoa lẻo mép. Lĩnh giáo đi. Xem ra muốn chặn băng phách ngân châm không thể chỉ dựa vào đả cẩu bổng pháp rồi. Xem ra dù ta dùng đả cẩu bổng pháp thắng được cô, cô cũng không cam tâm. Nếu như cô thật sự muốn thay lão hoàng tà kia trút giận thì nên dùng công phu bổn môn của đảo đào hoa. Được thôi. Nghe nói xích luyện thần trưởng của Lý đạo trưởng giết người vô số, vậy tiểu muội xin dùng Lạc Anh thần kiếm trưởng đảo đào hoa lĩnh giáo một chút. Vừa rồi hai cây băng phách ngân châm đâm trúng chiếc bánh bao trong người ta, giờ cô biết sự lợi hại rồi chứ? Nữ ma đầu này làm nhiều điều ác, hôm nay chết vì chính châm độc của mình, cũng thay huynh đệ họ Võ báo được thù giết mẹ. Khoan đã, cô còn muốn nói gì nữa? Lý Mạc Sầu ta bình thường giết chết rất nhiều người, sớm đã coi nhẹ sự sống chết, không để ý gì. Hôm nay được chết trong tay của Quách phu nhân, coi như là không uổng đời này. Xin cho ta bạo gan cầu xin cô một chuyện. Là chuyện gì? Ta và sư muội vốn không hòa thuận, nhưng đứa bé đó thật sự vô tội, mong cô mở lòng từ bi chăm sóc cho nó, đừng tổn thương tính mạng của nó. Không ngờ nữ ma đầu này giết người vô số, trước khi chết đi lại tốt với con gái ta như vậy. Nhưng cha mẹ đứa bé này không phải là bậc tầm thường, nếu như ta giữ nó lại trên đời này
vậy sẽ lưu lại hậu quả cho ta và cô. Mong Quách phu nhân giơ cao đánh khẽ. Lọ này chắc là thuốc giải băng phách ngân châm. Ta có thể tha cho cô hoặc đứa bé, một trong hai người. Nếu cô muốn ta cứu cô thì hãy tự tay giết đứa bé. Hoặc nếu cô cam tâm tình nguyện chịu chết, ta đồng ý với cô, ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé này. Sao hả? Lý Mạc Sầu, ta giết người vô số, lẽ nào lại dùng tính mạng một đứa bé để đổi tính mạng mình? Ta không làm được. Cô muốn giết thì cứ giết đi. Được, Lý đạo trưởng. Đa tạ cô đã có tình nghĩa với Tư Nhi. Cô nói cái gì? Không giấu gì cô, bé gái này họ Quách tên Tương, là đứa con mà ta mới vừa sinh ra. Đa tạ Lý đạo trưởng đã chăm sóc đứa bé những ngày qua. Chỉ là không biết mấy ngày này Lý đạo trưởng lấy gì để nuôi con gái của ta. Ta và Dương Quá bắt một con báo qua, đứa bé đã được uống sữa báo. Hèn gì vừa rồi ta thấy Tương Nhi trắng trẻo bụ bẩm như vậy. Bình thuốc giải này ta cầm lấy phòng thân, sau này biết đâu dùng đến. Ta ẵm con gái đi trước đây. Tương, Tương Nhi, Tương Nhi của ta đâu mất rồi? Tương Nhi, Tương Nhi của ta đâu rồi? Tương Nhi, hay đã bị giả thú bắt đi rồi? Không thể nào, ta đã nhìn qua không thấy dấu vết của giả thú hay con người. Vậy Tương Nhi đi đâu? Ta nghi ngờ, trong lúc chúng ta tỉ võ, có người khinh công cao cường ẵm Tương Nhi đi. Người có thể cướp Tương Nhi đi mà người không biết quỷ không hay, cuối cùng là ai chứ? Không lẽ là Dương Quá? Quá Nhi? Ừ. Nếu như là nó thì nguy rồi. Nếu như là Dương Quá thì Quách phu nhân yên tâm, Dương Quá đặc biệt yêu thương Lệnh Thiên Kim, chắc chắn không làm hại Tương Nhi đâu. Chuyện đã không còn như trước. Phù Nhi chặt đứt một tay của Quá Nhi, ta sợ nó sẽ... Dương Quá bị đứt một cánh tay à? Tiêu rồi. Nếu Quá Nhi gần đây thì Phù Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Quách phu nhân, đợi ta với. Mua lại đi, vừa giòn vừa ngọt. Mua lại đi. Ê, cô nương, cô mua lại đi. Xin hỏi ông có thấy mẹ ta không? Mẹ cô hả? Mẹ cô là ai vậy? Mẹ ta chính là mẹ ta. À, mẹ cô có phải nhìn cũng xinh đẹp giống như cô không? Ta hỏi là ông có thấy hay không? Trời ơi, cô nương, nếu cô mua hết hai thúng lê này thì ta sẽ nói cho cô biết liền. Nè, cô nương, cô không mua lê còn gây phiền phức hả? Trời ơi, lê của ta thiệt tình. Trời, nè đừng giẫm, nè đừng giẫm. Trời ơi, Quách đại tiểu thư, cô nương này xinh đẹp mà sao hung dữ quá vậy trời. Đúng là trái đất tròn, đi đâu cũng gặp. Cô vẫn khỏe chứ? Ta cứ tưởng là ngươi đã bị, hóa ra là ngươi không sao. Đương nhiên cô mong ta chết, nhưng Dương Quá ta phúc lớn mạng lớn, bị cô chặt mất cánh tay nhưng chưa thể chết được. Ngươi muốn cái gì đây? Cô hỏi ta muốn sao à? Cô đã chặt đứt cánh tay của ta, còn hỏi ta muốn cái gì sao? Tương Nhi, thì ra là ngươi cướp muội muội của ta. Ngươi làm hết việc tốt rồi đó. Như nhau thôi mà. Cô chặt tay của ta, ta cướp muội muội của cô, công bằng mà. Được, coi như là ta có lỗi, ta xin lỗi ngươi. Ngươi trả muội muội lại cho ta đi. Cô như vậy mà xin lỗi à? Bộ dạng của cô không có một chút hối cải gì hết. Ngươi có thôi đi hay không? Ta vốn không cố ý chặt đứt tay của ngươi, là ngươi phỉ báng ta trước, ta mới tức giận ra tay thôi. Ngươi tưởng bị mất một cánh tay là thảm sao? Ta mới thảm đây. Cha của ta muốn chặt đứt tay của ta để đền lại cho ngươi, bây giờ ta phải về đảo Đào Hoa, chẳng lẽ ta không thảm nữa sao? Quách phu, ta không muốn làm con rùa rụt cổ. Nếu như hôm nay quan gia ngõ hẹp thì kết thúc ở đây đi. Ngươi muốn báo thù thì chặt đứt cánh tay của ta, cứ đến ra tay đi. Cô không sợ chết thật à? Ngươi muốn giết thì cứ giết đi,
Dù sao Quách Phù cũng là nữ nhi, nếu ta giết cô ấy thật thì cánh tay cũng không trở lại. Đúng như Độc Cô tiền bối đã nói, thay vì hận cả đời thì hãy chọn cách tha thứ. Ta không muốn người trên giang hồ nói ta ức hiếp phụ nữ. Cô đi đi, nhưng lúc ta vẫn chưa đổi ý. Dương Quá, ngươi trả muội muội của ta lại đây. Ta đã tha chết cho cô, muội muội cô coi như đền cánh tay của ta. Tiểu Nhị ca, cô nương lúc nãy ngồi ăn mì ở đây đâu rồi? À, cô nương đó hả? Trả tiền xong đi rồi. Đi rồi sao? Mẹ, mẹ. Phù Nhi, mẹ đi đâu vậy? Con đi đâu vậy là mẹ lo quá. Con gặp lại Dương Quá rồi. Con gặp Quá Nhi. Ừ. Vậy con sao rồi, có bị thương không? Nói mẹ nghe. Mẹ nhìn đi. Thật sự không ngờ, sau khi bị mất cánh tay, võ công của Quá Nhi trong thời gian ngắn lại tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ nó gặp được ai sao? Đây là dùng kiếm đánh cong hả? Hắn dùng ống tay để bẻ cong. Nhất định là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý đạo trưởng, cô vừa mới nói gì? À, không có gì. Mẹ, mẹ nói Dương Quá có quay lại tìm con báo thù không? Nếu lúc nãy nó tha chết cho con, mẹ tin là con sẽ không sao đâu. Nhưng mà hắn bế muội muội đi rồi. Quả nhiên Quá Nhi ẩm Tương Nhi đi. Quách phu nhân, cô nói Dương Quá sẽ đem Tương Nhi đi đâu vậy? Nếu như ta đoán không lầm, nó chắc chắn đến núi Trung Nam. Ta cũng nghĩ hắn về Hoạt Tử Nhân Mộ. Con nghĩ hắn sẽ bế muội muội của con về Tuyệt Tình Cốc lấy thuốc giải. Có khả năng này lắm. Cũng không biết Võ Sư Bá và Chu Sư Bá đến Tuyệt Tình Cốc đổi được thuốc giải chưa. Nếu như đổi được rồi, ân oán giữa chúng ta và Quá Nhi mới được hóa giải. Dù sao Tuyệt Tình Cốc và núi Trung Nam nằm cùng một hướng. Chúng ta đến Tuyệt Tình Cốc trước, không gặp Quá Nhi thì đến núi Trung Nam. Quách phu nhân, ta và Tương Nhi coi như là có duyên phận. Nay nó xảy ra chuyện, bần đạo cũng muốn đi cùng, góp chút sức mọn. Lý đạo trưởng có thể ra tay giúp, ta mong còn chẳng được nữa. Võ Tam Thông, ba cha con các người thật là chẳng biết tốt xấu. Ta đã năm lần bảy lượt tha cho các ngươi, các ngươi vẫn cứ chạy đến đây để nộp mạng. Cầu thiên sích, bà mới là không biết tốt xấu. Chúng tôi có ý tốt tới xin thuốc giải, thật không ngờ bà không nể tình đồng môn của huynh trưởng, nhàn nhiên ám sát, còn bắt sư thúc ta đi. Các ngươi mang binh khí xông vào Tuyệt Tình Cốc này, ép ta giao ra thuốc giải độc qua tình, còn nói là có ý tốt hả? Các ngươi đến xin thuốc giải thay cho Dương Quá mà. Được thôi, đem đầu Quách Tĩnh và Hoàng Dung đến đây sẽ dễ thương lượng hơn. Lẽ nào là vậy? Dương huynh đệ không thù oán với bà, thậm chí còn có ơn với bà. Dù bà không nể mặt cô ấy từng cứu mạng mình, thì cũng nên nể mặt huynh trưởng của bà chứ. Khốn kiếp, đừng lấy huynh trưởng ra ép ta. Có bản lĩnh thì kêu huynh ấy đến gặp ta. Nếu bà không chịu tỉnh ngộ, đừng trách ba cha con chúng tôi không khách khí. Ta đang muốn xem thử các người không khách khí ra sao. Người đâu? Ngươi giỏng trận. Chúng ta đi. Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Cứ để cho bọn chúng chạy đi. Mẹ. Ngạc Nhi, con không sao chứ? Con không sao đâu mẹ. Con gái chỉ nhất thời bị ám khí làm bị thương thôi. Để mẹ xem thử ám khí có độc hay không. Con nghĩ không sao đâu. Máu chảy ra đều là màu đỏ. Ừ. Con tự lấy thảo dược đắp một chút là khỏi thôi à. Ừ.
Tiền bối, tiền bối. Công tôn cô nương, ta đã đưa thư cho ông báo cho sư phụ của ông rồi. Công tôn cô nương, thật sự đa tạ cô. Ông đừng khách sáo, hai người bị đối xử như vậy là mẹ ta không đúng. Ta mong là sư phụ ông hãy mau tới đây để cứu hai người ra ngoài. À, xin hỏi cô nương, ta có thể nhờ cô giúp ta thêm một việc hay không? Là việc gì? Sư thúc ta muốn nhờ cô một chuyện, tìm giúp mấy đó qua tình. Qua tình? Các người cần qua tình làm gì? Sư thúc ta là thánh thủ giải độc, người muốn tự mình trúng độc qua tình để từ đó bào chế thuốc giải, xin cô nương giúp đỡ. À, được, chỉ cần cứu được Dương đại ca, làm gì cũng được hết. Được. Ta, đừng lên tiếng. Cha về để làm gì? Ta về làm gì sao? Đường Tình Cốc là tổ nghiệp của ta, lẽ nào ta không được về? Nếu như mẹ con bắt gặp thì... Đừng nhắc bà già đó với ta. Nói mau, bà ta giấu nó ở đâu? Giấu cái gì vậy? Còn giả vờ nữa sao? Bí kíp võ công, mấy đời của dòng họ Công Tôn, nhiều loại thuốc quý mà ta vất giả hái về, cả đan dược mà ta luyện được vốn để trong phòng ta, bây giờ không thấy đâu hết. Nói mau, bà ta giấu nó ở đâu? Mấy cái đó do mẹ cất giữ, con gái thật sự không biết mà. Con nha đầu này, chết tên ơi, còn không chịu nói sao? Con gái thật sự không biết, làm sao mà con nói được chứ? Con gái bất hiếu, không lẽ con không sợ chết sao? Con gái từng bị cha đẩy xuống hầm cá sấu một lần rồi. Cha chưa thấy quan tài chưa đổ lễ, thế nào muốn ta tự tay giết con sao? Cha dừng lại đi. Chỉ cần cha nhận tội với mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho cha mà. Muốn ta nhận tội với bà ta sao? Bà ta tha thứ cho ta sao? Con đừng có nằm mơ giữa ban ngày như vậy nữa. Cha, con cầu xin cha, cha đừng có sai rồi lại sai. Dù sao đi chăng nữa, hai người cũng là phu thê mà. Nếu còn muốn gọi ta là cha thì đừng nhắc tới bà già thúi nữa. Ngạc Nhi, đừng nói là ta ở đây. Ngạc Nhi, Ngạc Nhi mau mở cửa đi. Dạ tới liền. Được rồi, các người lui ra đi. Dạ. Dạ. Ngạc Nhi. Mẹ. Vừa rồi con làm gì vậy? Sao ra mở cửa chậm quá? À, dạ không có gì, con chỉ nằm nghỉ ở trong phòng mà thôi. Con không giấu được mẹ chuyện gì đâu. À, con gái sao lại có chuyện giấu mẹ được chứ? Con không qua mắt mẹ được. Con đừng tưởng là mẹ không biết. Tối qua con giả bộ bị thương, cố ý để ba cha con họ chạy thoát, có phải hay không? Con... Con đừng tưởng là mẹ không biết. Họ đến đây để xin thuốc giải cho Dương Quá. Yêu người yêu cả nhà, con dám hợp tác với người ngoài đối phó với mẹ? Ngạc Nhi, con đừng có mà mê muội như vậy. Mẹ nói rồi, tên tiểu tử Dương Quá chưa bao giờ để ý đến con. Con cứ làm như vậy sẽ không có kết quả tốt đâu. Huống hồ 18 ngày cũng đã qua mất rồi, kịch độc qua tình trên người của Dương Quá chắc cũng đã phát tác, nói không chừng hắn đã chết vì độc, không còn trên đời này nữa. Cho dù con cứ say mê mơ tưởng đến nó thì có ích gì chứ? Ngạc Nhi, mẹ nói con hãy quên nó đi, đừng tự chuốc lấy đau khổ. Con gái ngoan, chỉ cần con ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Hả? Không để ai ức hiếp con đâu. Trung Hoa Trấn Nhân. Trung Hoa Trấn Nhân. Tên đạo của ta đúng là Trung Hoa, nhưng ngoài trừ đệ tử của ta, trước giờ không ai gọi ta như vậy. Chuyện này là sao đây? Trung Hoa Trấn Nhân, cuối cùng người cũng về rồi. Mọi người đang chờ người lâu lắm rồi. Thưa sư huynh, huynh lớn tuổi hơn đệ, gọi tiểu đệ như vậy sao đệ dám nhận chứ? Các con mau về núi Trung Nam báo cho mọi người Trung Hoa Chân Nhân đã quay về rồi. Dạ. À, Trung Hoa Chân Nhân chắc là người chưa biết, trưởng giáo Trường Xuân Chân Nhân có lệnh, nói chờ Trung Hoa Chân Nhân về
người sẽ giao lại quyền trưởng giáo để người xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong giáo. Quyền trưởng giáo? Sao lại như vậy? Nơi này tuy thuộc phạm vi của toàn chân giáo, nhưng mà người đông phức tạp, gian tế Mông Cổ khắp nơi. Chúng ta tới quán trà để nói chuyện. Ta sẽ bẩm báo tường tận mọi việc cho Trung Hoa chân nhân. Cũng được, mời. Ê, Triệu sư huynh đâu? Huynh ấy cùng đi ra ngoài cùng Trung Hoa chân nhân mà, huynh ấy chưa về sao? À, chuyện này chút nữa rồi mới nói. Mời. Mời. Theo lời huynh nói, trưởng giáo đã bế quan rồi. Đúng vậy, không chỉ có trưởng giáo mà các sư thúc sư bá thanh tu cũng cùng nhau bế quan ở động Ngọc Hư sau núi. Bế quan được 20 ngày rồi. Lần này bế quan huynh biết kéo dài bao lâu hay không? Trưởng giáo giải thích nói nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, cho nên mới gọi Trùng Hòa chân nhân về gấp để nhân quyền trưởng giáo này. Võ công của trưởng giáo đã đạt tới cảnh giới, không biết còn tu luyện gì nữa chứ? Có liên quan tới người Mông Cổ và phái cổ mộ. Phái cổ mộ sao? Đúng là như vậy. Trước mắt Mông Cổ tiến xuống nằm, tình thế rất nguy cấp. Nếu Kim Lưu Quốc Sư dẫn đệ tử đến đây, hoặc là phái cổ mộ đến đây để trả thù, vậy thì biết tính sao? Nếu trưởng giáo còn sống trên đời, chỉ chống cự được một trận, lỡ 10 năm sau địch mạnh lại kéo đến, thù trong giặc ngoài như vậy, toàn chân giáo chúng ta khó tránh việc thất bại thảm hại. Cho nên trưởng giáo và các sư thúc bá quyết định bế quan tĩnh tu để kiểm tra lại võ công lợi hại bổn môn, để bảo vệ danh hiệu võ công chính tông. Trưởng giáo suy nghĩ rất thấu đáo, không chỉ rạng danh giáo ta mà còn bảo vệ nước nhà. Cho nên trưởng giáo muốn đem mọi việc trong giáo giao hết lại cho người khác. Người kêu chúng ta đón Trùng Hòa chân nhân về núi để giao chức quyền trưởng giáo này. Bây giờ trong giáo thiếu chủ, đành phải người về làm chủ. Chúng ta hãy ăn cơm rồi mau trở về thôi. Được, ăn đi. Cho bình trà. Cô ấy ở đây. Ê, Trùng Hòa chân nhân, người đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Việc gì đến sẽ đến thôi. Tiểu Nhị. Hình như không phải Lý Mặt Sầu. Đó là sư muội của Lý Mặt Sầu, Tiểu Long Nữ, Long Cô Nương. Phái cổ mộ là kẻ thù lớn của giáo ta. Nhìn nét mặt cô ấy, chỉ sợ đến không có thiện ý. Cô ấy đến để giết đệ. Trùng Hòa chân nhân, người phụ trách chức trưởng giáo, ta sẽ bảo vệ người an toàn. Người về trước đi, ta đối phó cô ấy. Thôi bỏ đi, cứ để cô ấy đi. Dù sao mạng của đệ cũng ở đây, võ công cô ấy cao, đừng cản trở cô ấy. Hèn chi mà người được giao chức trưởng giáo chỉ nói về phần khí phách, trong số đệ tử đời thứ ba đã không ai sánh bằng. Sao phải ngăn cản chứ? Mong cô ấy một kiếm giết ta, để xóa đi nỗi ân hận tội lỗi ở trong lòng ta. Chúng ta đi thôi. Người và Triệu sư huynh hàng năm thi thố với nhau, chuyện đó ta đều biết. Nhưng nói về hai người có sở trường riêng, khó phân cao thấp. Nhưng nếu như nói về khí phách là điều vốn có, chuyện này không thể nói hết được. Chúng ta sắp tới cửa núi rồi, chút nữa các đệ tử đều xuống đón. Tiểu Long Nữ đó không dám làm bậy đâu. Cô ấy không đi theo. Vậy là tốt nhất. Ta thấy cô ấy thấy khó nên lui. Trung Hoa chân nhân về rồi. Tụi con đã đợi người lâu lắm rồi đó. Trung Hoa chân nhân, mời. Mời. Bà già thúi này, hại ta ra nông nổi này. Công tôn chỉ ta xin thề, có ngày sẽ đoạt lại Tuyệt Tình Cốc. Đợi tới ngày bà ta rơi vào tay ta, ta sẽ từng đau xẻ thịt bà ta, tra tấn bà ta suốt 7-7-49 ngày. Tới lúc đó bà ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong cảnh chỗ này không tệ. Ca ca, người ta đều nói giang hồ hiểm ác,
Nhưng từ ngày ba chúng ta kết bằng hữu đi khắp giang hồ, chưa từng thấy giang hồ hiểm ác gì hết. Giang hồ thái bình như vậy, chúng ta muốn hành hiệp trượng nghĩa, rút đao tương trợ, người gặp nạn cũng không có cơ hội. Mụ đúng thật là trẻ con mà. Mụ đâu biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Được bình an như vậy, muốn còn không được nữa kìa. Không lẽ mụ muốn có chuyện gì nữa sao? Cũng không phải. Thật ra thiên hạ thái bình, mọi người bình yên vô sự, không phải càng tốt sao? Gia Luật đại ca, ta nói không sai chứ? Đương nhiên, thiên hạ thái bình tốt hơn là chém giết lẫn nhau. Mụ xem, danh lam thắng cảnh của Trung Nguyên nổi tiếng tươi đẹp, lại có hai mùi mùi du sơn ngoạn thủy cùng ta, không phải đang hưởng lạc đó sao? Hưởng lạc đương nhiên là chuyện tốt. Người Trung Nguyên có một câu nói rất hay, đó là hưởng phúc người nước Tề. Ca, tên huynh cũng có chữ Tề, nhưng mà chữ Tề này không bằng Tề kia đâu. Mùi nói cái gì vậy? Hoàng Nhan tỷ tỷ, ca ca của mùi rất tốt, tỷ còn không chịu. Yến Tử mùi đừng gây chuyện, đâu có đâu. Mùi, mùi đừng nói lung tung, Hoàng Nhan mùi có người trong lòng rồi. Thật không? Ai vậy? Không có, không có thật mà. À, có phải Dương Quá, Dương đại ca không? Không phải, không phải, mùi đừng có hiểu lầm. Tỷ chỉ coi Dương đại ca như ca ca ruột thôi, giống như Gia Luật đại ca vậy, không có chút tình cảm nam nữ nào hết. Tỷ xem người ta là ca ca, còn người ta chưa chắc xem tỷ là muội muội. Yến Tử, xem cái miệng lợi hại của muội kia, tỷ không nói lại muội rồi. Những gì muội nói là thật lòng, đừng sợ mất mặt mà mất nhân duyên. Nhìn tỷ xấu hổ chưa kìa. Muội, muội tưởng ai cũng giống muội, không biết xấu hổ à? Vì sợ xấu hổ mà không dám nói lời trong lòng, làm sao người ta biết mình thích họ, có phải không Hoàng Nhan tỷ tỷ? Thôi mà, tỷ không nói với muội nữa. Bên đó có dòng sông, tỷ qua đó lấy chút nước, hai người cứ đợi ở đây nha. Được. Mùi nhìn kìa, nhiều thì đã quá. Sao chứ? Cô nương này nhìn giống Liễu Muội, tuy không siêu phàm như Liễu Muội nhưng cũng coi như quốc sắc thiên hương rồi. Cô nương tại sao lại lẻ bóng một mình như vậy? Có muốn tại hạ đi cùng cô nương không? Ông mau cút đi, nếu ông không đi ta sẽ không khách khí đâu. Ơi, đừng như vậy, ta phải xem cô không khách khí ra sao. Thơm quá đi. Dừng tay. Hoàng Nhan tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tỷ không sao, may mà hai người đến kịp. Đã có ta rồi, muội yên tâm, người này để ta đối phó. Ơi, tên tiểu tử thúi nhà ngươi đúng là có phúc, mỗi tay một cô sung sướng quá rồi. Ông nói gì đó, miệng chó không mọc được ngà voi, để ta trừng trị ông. Mùi mùi cẩn thận. Trời tặng hai cô nương xinh đẹp cho ta, một cô da dẻ mịn màng, một cô mềm yếu đáng thương, chỉ bằng về cùng ta làm cấp chủ phu nhân đi. Tiểu mỹ nhân, ta không muốn làm hại cô, đánh ra đi. Yến Tử, người không sao chứ? Không sao. Người này vô công cao cường, hai mũi đi mau để ta cản lại. Ca, chúng ta đi trước, ổng nóng vội sẽ không giết ca ca mũi đâu. Đi. Muốn đi đâu có dễ vậy chứ. Đứng lại. Từ thúi, ngươi không phải đối thủ của ta, giữ được mạng rồi còn không cút đi. Để ta không hiểu được, sao cha lại bảo thủ như vậy? Chúng ta năm lần bảy lượt đều không cứu được Chu sư thúc về, chúng ta còn ở đây làm gì chứ? Chúng ta mau về thành Tương Dương mời sư phụ ra tay mới đúng. Việc này chắc đại không hiểu. Một là do tính cha hiếu thắng, hai là sư phụ đang bảo vệ thành, làm sao đến đây được? Mau lên. Nè hai người đẹp, chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Sao không đợi ta luôn? Là hỏi kìa. Đi. Hoàng Nhan cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Lão già dâm tặc muốn làm nhục chúng tôi. Đúng là bị ổi mà, có chúng tôi ở đây, ông đừng mà làm bậy. Chuyện gì nữa đây? Mấy tên tiểu tử thúi không biết tự lượng sức, chỉ dựa vào hai người cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mắc cười quá rồi đó.
Hai người đẹp, các cô kêu ta giết ai trước đây? Đừng mà. Không giết họ cũng được, các cô biết phải làm gì mà. Ông muốn làm gì? Ta muốn làm gì các cô đâu phải không biết. Hạ Lưu, đồ đê tiện. Chửi hay lắm. Ta cho các cô tận mắt thấy họ chết như thế nào. Dừng tay. Các cô không nỡ sao? Được thôi, mau tự cởi đồ ra đi. Đừng tưởng các cô có thể chạy được. Các cô dám chạy, ta sẽ từng đau lấy mạng họ, sau đó đuổi theo các cô. Các cô không thoát khỏi bàn tay ta đâu. Cởi ra mau. Các cô đừng trúng kế tên dâm tặc này. Có giỏi giết ta trước đi. Người giỏi lắm, vậy ta giết người trước. Ai dám đụng tới con trai của ta? Mẹ, hình như bên kia có người đánh nhau. Có phải là Dương Quá không? Có thể lắm. Lý đạo trưởng, chúng ta qua đó xem. Đúng, đừng để Tương Nhi bị thương. Cha, cha. Hết tình này tới tình khác. Tưởng ta không giết người sao? Cha, không sao chứ? Nghe khẩu khí của người cũng lớn lắm. Sư mẫu. Cha, lại thêm ba người đẹp tới. Xem ra hôm nay ta gặp may mắn rồi. Chỉ trong một ngày mà gặp nhiều người đẹp. Ơi, suốt mấy năm qua ta không ra ngoài tìm thê thiếp, bỏ lỡ không ít lương duyên. Thứ lỗ mạng, muốn chết à? Lý đạo trưởng, cô nói hôm nay hai chúng ta ai dạy dỗ thì hay hơn. Hạng người như hắn, giải quyết càng sớm càng tốt. Chúng ta cùng lên, ai đánh rớt binh khí của hắn thì người đó thắng. Được. Hai người võ công cũng cao lắm đó. Võ công của ngươi cũng không tồi. Các hạ là ai? Sao lại làm khó đồ nhi của ta? Tại hạ công tôn chỉ. Hai tên tiểu tử kia, ta chỉ dạy dỗ chúng thôi, để chúng biết lợi hại. Đừng xen vào chuyện người khác. Ê, hai vị dung mạo như hoa, theo ta về làm phu nhân đi. Ta là Hoàng Dung. Vị này là xích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu. Ngươi dám lấy làm phu nhân hả? À, Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu, chưa từng nghe. Hoàng Dung, Hoàng Dung. Tên đại ác nhân kia, đến mẹ ta mà cũng không biết. Đó là con gái của đảo chủ đảo Đào Hoa, Hoàng Dược Sư, thê tử Quách Đại Hiệp Thành Tương Dương, bang chủ tiền nhiệm của cái bang. Ông thấy sợ chưa? Phụ Nhi, Phụ Nhi. Tiểu cô nương khoác lác giỏi mà cũng xinh đẹp nữa. Ông buông ta ra. Hai mẹ con đều xinh đẹp giống như tỷ muội vậy. Tuyệt sắc giai nhân hả? Phu Nhi, đừng bước tới. Ta chỉ cần hơi mạnh tay, con gái xinh đẹp như hoa này có sống nổi không đây? Mẹ. Phu Nhi. Nè, càng người hết người này tới người khác, chẳng lẽ làm gì được ta sao? Hôm nay ta mệt mỏi rồi, không chơi thêm nữa. Tạm thời cho cái người nợ đó, sau này mới gặp lại. Muốn đi không dễ vậy đâu. Cô chứ. Phù Nhi, con không sao chứ? Không sao. Gia Luật đại ca, cảm ơn năm lần bảy lượt đã cứu ta. Mẹ, mấy vị này con đã từng nói với mẹ. Gia Luật đại ca, Gia Luật cô nương và Hoàng Nhan cô nương. Quách phu nhân. Quách phu nhân. Gia Luật tiểu ca, Gia Luật cô nương. Lúc nãy thấy hai người ra tay, hình như là của Toàn Chân Giáo, không biết có phải không? Toàn Chân Giáo, ta không biết đâu. Công phu của ta đều do ca ca dạy. Đúng vậy. Gia Luật tiểu ca, ta thấy kiếm pháp cậu thuần thục, cũng được coi là cao thủ trong đám hậu bối của Toàn Chân Giáo, không kém gì Triệu Chí Kính và Chân Chí Bính. Chắc là đệ tử thứ tư của Toàn Chân Giáo. Sư phụ là Khưu đạo trưởng hả? Tiền bối đã hỏi, giảng bối nên nói sự thật. Chỉ là gia sư từng dặn dò không được nói ra tên họ của người. Mong Quách phu nhân lượng thứ. Toàn Chân Giáo làm gì có quy tắc lạ này? Đứa nhỏ như cậu, võ công vừa giỏi lại có lòng hiệp nghĩa, sao không nói ra được? Mẹ, Gia Luật đại ca đã nói là không tiện, tức là không tiện. Có gì đáng cười đâu, ngại muốn chết. Hiếm khi mẹ thấy con nghĩ cho người khác như vậy. Không có gì, mẹ đã đoán ra sư phụ của cậu ấy rồi.
Quách phu nhân quả nhiên đoán được gia sư là ai rồi. Mẹ, sư phụ của huynh ấy là ai? Nếu gia luật tiểu ca đã lệnh thầy khó trái thì chúng ta không nên làm khó người ta. Không nói thì thôi. Đại võ tiểu võ, sao các huynh đánh nhau với công tôn chỉ vậy? Lý đạo trưởng, hai người này là đồ nhi của ta. Ta biết mà. Lý Mặc Sâu, thù của mẹ ta, hai huynh đệ ta nhất định phải báo. Bất kỳ lúc nào cũng được. Bà... Thôi được rồi, chuyện cũ tạm thời gác qua một bên. Mọi người đều bị thương, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát đi. Đi đi thôi. Võ sư huynh, ân quán tạm gác lại, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Được thôi. Quách phu nhân, sao mọi người lại ở đây? Bọn ta đến đây để tìm Quá Nhi. Dương huynh đệ, cậu ấy đang dưỡng thương ở thành Tương Dương mà. Đều trách ta vậy con không tốt. Phù Nhi đã gây ra họa tày trời. Nó lỡ tay chặt mất cánh tay của Quá Nhi. Cái gì? Dương huynh đệ mất tay rồi? Quách phu nhân, sao có thể như vậy? Dương đại ca bây giờ sao rồi? Chuyện là như vậy. Hôm đó, chính vì như vậy bọn ta mới tới đây tìm nó, nhưng không có tung tích gì hết. Trời ơi, Dương huynh đệ một lòng nhiệt tình tận tâm đều tại hai tên súc sinh này, để các ngươi huynh đệ tương tàn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta đánh chết cho ngươi. Tiền bối Võ sư huynh, tỉnh lại. Trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hai đứa súc sinh này hãy nghe đây, Dương huynh đệ đại nhân đại nghĩa với các ngươi. Các ngươi lại hại cậu ấy mất một tay. Các ngươi tự nghĩ xem có đáng làm người không nè. Võ sư huynh, huynh đừng có giận quá mà. Đều tại ta, bản thân chiều con gái quá. Quách đại hiệp nhà ta cũng rất tức giận, còn muốn chặt một tay của phù nhi nữa. Cho dù chặt hai tay của con võ cũng không có ích gì. Võ sư huynh, ông nói cái gì? Con liên quan gì đến ông? Phù nhi, con im miệng cho mẹ. Ta nghĩ Quách cô nương cũng nhất thời lỡ tay mới gây ra sai lầm. Giờ tình thế cấp bách là phải xem tình trạng của Dương huynh đệ. Dương đại ca từ nhỏ bơ vơ một mình, giờ lại mất một cánh tay còn trúng thêm kịch độc. Các người nói quân ấy có thể đi đâu chứ? Đúng vậy, trời đất rộng lớn này, đi đâu mà tìm đây? Nếu như ta đoán không lầm, Quá Nhi sẽ về Hoạt Tử Nhân Mộ ở núi Trung Nam. Hoạt Tử Nhân Mộ. Trước mắt có hai việc lớn. Thứ nhất, chúng ta phải tìm được Quá Nhi, xin lỗi nó cho đàng hoàng. Đúng vậy. Việc lớn thứ hai là đến Tuyệt Tình Cốc hỗ trợ Thiên Trúc đại sư và Chu sư huynh, đồng thời giúp Dương Quá lấy thuốc giải. Nhưng chỉ không biết Chu sư huynh bị giam ở đâu, trước mắt tính mạng có an toàn không? Nè, cái này thì tao biết. Nè, sư thúc và sư đệ ta bị ngươi giống trận bắt lại, bây giờ đang bị giam ở mật thất. Tình hình trước mắt, mụ già đó vẫn chưa làm hại họ đâu. Nếu đã như vậy, hãy mau chóng tìm được Dương Quá, rồi cùng nó đến Tuyệt Tình Cốc cứu người. Có thuốc giải rồi, sẽ cho nó uống ngay. Được, ba cha con chúng tôi đi cùng với mụi, đi. Ý, khoan đi. Đã Cha con họ Võ đi, ba người trẻ tuổi kia có lẽ sẽ đi theo. Thêm được mấy sự trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều. Gia Luật tiểu ca, nếu không có việc, hãy đi cùng chúng tôi, giúp đỡ một tay có được không? Được đó, ca ca, chúng ta cùng đi. Võ công của huynh giỏi, đi cùng với chúng ta đi. Xin nghe theo Quách phu nhân và Võ tiền bối. Tại hạ và Dương huynh đệ cũng có quen biết, vốn nên giúp đỡ. Huống hồ vạn bối cũng muốn học hỏi hai vị, có mong cũng không được. Được, có câu rắn không đầu không đi. Chúng ta tuy không đông, nhưng cũng cần có người phát hiệu lệnh. Võ sư huynh, hả? Tất cả mọi người sẽ nghe theo hiệu lệnh của huynh, không ai được làm trái. Ê, có nữ quân sư thần cơ diệu kế như muội đây, ngoài muội phát hiệu lệnh còn ai nữa chứ? Huynh nói thật chứ? Còn giả được sao? Các tiểu bối thì đã đành, ta chỉ sợ huynh không nghe lời ta thôi. Muội nói cái gì ta làm cái đó, nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ. Trước mặt các tiểu bối, huynh nói phải giữ lời đó. Cho dù không có chúng ở đây, sao mà ta nuốt lời được? Được, lần này chúng ta đi tìm Dương Quá xin thuốc giải, cứu sư thúc sư phụ của huynh, đều phải đồng lòng dốc sức. Những ân oán trước mắt tạm thời gác lại đã. Võ sư huynh, ba cha con huynh không được tìm Lý Mặc Sầu tính sổ. Đợi việc lớn đã xong, sống chết ra sao cũng chưa muộn. Nhưng mà ta... Giờ chân của huynh đang bị thương, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sao phải vội vã nhất thời chứ? Thôi được rồi, muội nói gì ta nghe theo muội. Ta tạm thời không tính sổ với cô.
Nếu ngươi muốn báo thù, bần đạo có thể tiếp ngươi. Cố. Được rồi, mọi người cùng tới núi Trung Nam tìm một quá nhi. Được. Ta phải mau về Trùng Dương Cung, đừng để Kim Luân Quốc Sư nói trúng. Nếu Trần Chi Bính có ý đồ gì, vào trước là chủ, vậy chuyện lớn hỏng hết rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ về rồi. Sư phụ về rồi. Sư phụ, sư phụ về rồi. Nói đi, chuyện đó là sao? Sao họ lại ở hết trong đại điện? Sư phụ không biết gì sao? Hôm nay là ngày để lễ quyền trưởng giáo nhận chức mà. Đúng vậy. Ai là quyền trưởng giáo? Là Trần Chi Bính, Trần Sư Thúc đó. Trần Chi Bính, khu trưởng giáo đâu? Khu trưởng giáo bế quan không ra ngoài nữa. Đúng vậy. Ta phải ngăn cản hắn. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Nay bổ nhiệm Trần Chí Bính đệ tử đời thứ ba của Trùng Dương Tiên Sinh giữ chức vị quyền trưởng giáo, xin hãy dốc hết sức lực dẫn dắt đệ tử bổn giáo và làm rạng rỡ danh tiếng toàn chân giáo. Xin nhận pháp chỉ.